Ban chỉ đạo dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư huyện Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn huyện. Theo đó, đến nay, kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Thoại Sơn có tổng số gần 45.000 hộ với trên 207.000 nhân khẩu. Tính đến ngày 23 tháng 3, Công an huyện Thoại Sơn đã thu nhận được hơn 4.000 hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử.